ngọt, đồng thời nhìn ảnh thì rất là toát lên cái vẻ bad boy. Và thường mà con gái mà nhìn thấy mà cái kiểu bad boy Là thì sợ đúng không? dạ không, rất là thu hút. Ủa em thích hả? Dạ em thích. Không phải nhiều. Nó có cái sự thu hút gì đó, hấp dẫn gì đó, thôi thúc em là muốn tìm hiểu thêm về người này. Em hỏi anh đi, tại sao anh lại thích em? Tại sao anh lại đi First tìm hiểu impression em? of me. Thằng nhỏ, đẹp gái. Đẹp gái. Nói chuyện dễ thương. Thông minh. Thông minh. Thông minh. Trước khi mà anh quen với Thảo đó thì là anh đã có bạn gái chưa? Không. Không. Xạo không đó, hả? Còn thiệt không? Believe it. Xạo đó. Thiệt. Anh thì ảnh không có chia sẻ cái quá khứ của ảnh với em, nhưng mà thật sự ra ngay từ lúc bắt đầu với một một cái gì đó rất trong sáng thì em cũng không có nghĩ tới trước khi quen em thì ảnh là người như thế nào. Nhưng mà khi mà cái mối quan hệ của tụi em nó dần rõ ràng lên trong cùng một cái không gian, một cái địa điểm, thì rót vào tai em mỗi ngày là những câu chuyện không hay về ảnh. Bắt đầu từ một cái gì đó rất là trong sáng, tự nhiên em lại nghi ngờ. Mọi người nói rất là nhiều. Có thể là mọi người lo lắng là em sẽ bị anh này lừa gạt và bị dụ, hay là ảnh không có nghiêm túc gì đó. Em có nói với ảnh là thôi em cảm thấy em mệt mỏi và em không có đủ tự tin và mạnh mẽ để tiếp tục cái mối quan hệ này nữa, và em muốn chia tay. Hai ba lần như vậy luôn, thì ảnh đều là người giữ em lại. Thì ảnh cũng giải thích, ảnh nói là trước khi ảnh có thể là như thế này như thế kia đó, nhưng mà hiện tại bây giờ với em thì ảnh chỉ có một mình em thôi. Em mà cứ dằn vặt ảnh về quá khứ á, thì như vậy có công bằng với ảnh hay không? Thì lúc đó em mới có suy nghĩ là vậy thôi thì mình cứ làm theo cảm xúc cái đã. Còn cái việc mà mình có bị tổn thương hay là cái mối quan hệ này nó có gián đoạn hay không á, nếu như mà nó có xảy ra thì em cũng phải là người quyết định cái chuyện đó, chứ em nhất quyết không bị lung lay nữa. Cũng là nhờ có ảnh đã giữ em lại, chứ nếu như không là chắc tụi em cũng chia tay rồi. Nhưng mà lúc đó là các bạn là đã yêu nhau lâu chưa? Dạ lúc đó thì tụi em chính thức quen nhau mới. Em chào anh, chào chị. Ông xã em biết nói tiếng Việt không? Biết. Biết. Nói chút chút. Chút chút. Em tên là Donovan. Em 36 tuổi. Em là thầy giáo nhỏ. Thầy giáo. Dạ. Thầy thầy giáo. giáo. À, sinh học. À thầy giáo sinh học. Dạ. Dạy ở trường trong thành phố mình hả? Dạ anh đang công tác tại trường quốc tế ở thành phố. Dạ, em chào hai anh chị và chào quý vị khán giả. Em tên là Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang là giáo viên tiếng Anh ở một trường mầm non. Dạ, hai tụi em đều cùng sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tức là hai người có dạy chung trường không? Dạ, hồi trước thì có, nhưng mà bây giờ thì không. Em, nước của em là nước nào? Em quê của em á? Nam Phi. Nam Phi. Donovan là qua Việt Nam mình làm việc lâu chưa? 9 năm. 9 năm. 9 năm. Hồi lần đầu tiên em gặp ảnh, em ấn tượng gì ở ảnh nhất? Trong trường thì rất là dễ gặp nhau, tại vì nó ở chung một cái không gian, chung một cái khuôn viên. Thì sự ra thì em cũng không có để ý đồng nghiệp nhiều, tại vì lúc đó em mới đi làm được vài tháng thôi. Thì ảnh muốn làm quen với em thông qua một người bạn đó. Dạ Tức là anh thích em trước đúng ảnh không? thích em trước, và ảnh hỏi cái chị bạn đó là em có bạn trai chưa. Thì thông qua chị bạn đó thì ảnh biết là em còn đang độc thân. Ảnh nói là ảnh muốn xin số điện thoại của em. Thì chị đó hỏi là em là em có biết thầy Donovan dạy cấp 3 hay không? Em nói là em không biết. Thì ấn tượng đầu tiên của em về anh này là hồi trước là còn mập hơn bây giờ nữa. Tóc thì dài, cũng không nói dài lắm nhưng mà nhìn rất là lượm thượm. Mắt thì thâm quầng. Và em nghĩ là cái anh này có bị chứng mất ngủ kinh niên hay không? Mà lúc nào em gặp ảnh thì trong tay ảnh cũng là một chai nước ngọt. Thích uống nước ngọt. Thích uống nước ngọt. Đồng thời nhìn ảnh thì rất là toát lên cái vẻ bad boy. Và thường mà con gái mà nhìn thấy mà cái kiểu bad boy Là thì sợ đúng không? dạ không, rất là thu hút. Ủa em thích hả? Dạ em thích. Không phải nhiều. Nó có cái sự thu hút gì đó, hấp dẫn gì đó, thôi thúc em là muốn tìm hiểu thêm về người này. Em hỏi anh đi, tại sao anh lại thích em? Tại sao anh lại đi First tìm hiểu impression em? of me. Thằng nhỏ, đẹp gái. Đẹp gái. Nói chuyện dễ thương. Thông minh. Thông minh. Thông minh. Trước khi mà anh quen với Thảo đó thì là anh đã có bạn gái chưa? Không. Không. Xạo không đó. Hả? Không. Thiệt không? Thiệt. Xạo đó. Thiệt. Anh thì ảnh không có chia sẻ cái quá khứ của ảnh với em, nhưng mà thật sự ra ngay từ lúc bắt đầu với một một cái gì đó rất trong sáng,
thì em cũng không có nghĩ tới trước khi quen em thì ảnh là người như thế nào. Nhưng mà khi mà cái mối quan hệ của tụi em nó dần rõ ràng lên trong cùng một cái không gian, một cái địa điểm, thì rót vào tai em mỗi ngày là những câu chuyện không hay về ảnh. Bắt đầu từ một cái gì đó rất là trong sáng, tự nhiên em lại nghi ngờ. Mọi người nói rất là nhiều. Có thể là mọi người lo lắng là em sẽ bị anh này lừa gạt và bị dụ, hay là ảnh không có nghiêm túc gì đó. Em có nói với ảnh là thôi em cảm thấy em mệt mỏi và em không có đủ tự tin và mạnh mẽ để tiếp tục cái mối quan hệ này nữa, và em muốn chia tay. 2-3 lần như vậy luôn. Thì ảnh đều là người giữ em lại. Thì ảnh cũng giải thích, ảnh nói là trước khi ảnh có thể là như thế này như thế kia đó, nhưng mà hiện tại bây giờ với em thì ảnh chỉ có một mình em thôi. Em mà cứ dằn vặt ảnh về quá khứ á, thì như vậy có công bằng với ảnh hay không? Thì lúc đó em mới có suy nghĩ là vậy thôi thì mình cứ làm theo cảm xúc cái đã. Còn cái việc mà mình có bị tổn thương hay là cái mối quan hệ này nó có gián đoạn hay không á, nếu như mà nó có xảy ra thì em cũng phải là người quyết định cái chuyện đó. Chứ em nhất quyết không bị lung lay nữa. Cũng là nhờ có ảnh đã giữ em lại, chứ nếu như không là chắc tụi em cũng chia tay rồi. Nhưng mà lúc đó là các bạn là đã yêu nhau lâu chưa? Dạ lúc đó thì tụi em chính thức quen nhau mới được vài tháng thôi. Lúc mà Thảo đòi chia tay với em á, em có buồn không? Cái cảm giác của em thế nào? Em buồn quá. Buồn quá. Sad, khóc luôn. Anh hỏi nè, vậy thì cái lần đầu tiên mà ảnh tỏ tình với em đó là bao lâu? Tầm khoảng 4-5 tháng gì đó. 4-5 tháng. Dạ. Ảnh tỏ tình không phải trực tiếp. Lần đó là em về quê ăn Tết, thì ảnh có đưa em ra xe đi về, thì ảnh có gửi tặng cho em một món quà, và trong cái quà đó nó có một cái thiệp nữa. Thì anh hỏi, anh viết trong đó là em có đồng ý làm bạn gái của anh hay không, và ở dưới anh có vẽ một cái trái tim thôi. Thì anh bảo là đúng cái ngày sinh nhật em đó, rồi hãy mở ra xem. Thì em mở ra em xem, thì em vẽ là một cái trái tim kế trái trái tim đó, và em chụp cái tấm thiệp đó gửi sang cho ảnh, thì coi như là em đã đồng ý. Rồi cái lần hẹn hò đầu tiên là lúc đó là đi đâu? Em dắt first bạn đi đâu? Sushi. Đi ăn sushi. Ủa tại sao lại chọn ăn món của Nhật Bản? Em thích sushi. Thì sự ra thì lúc đó em cũng, món đó cũng phải là món khoái khẩu của em. Nhưng mà anh được bạn bè gợi ý, lần hẹn đầu tiên thì nên dẫn đi ăn như vậy thì anh chọn. Thì đi hẹn tới chỗ đó thì em tới trước, em chọn một cái địa điểm ngồi theo em là nó lãng mạn và khá ấm cúng. Nhưng mà nó lại gây khó khăn cho ảnh, tại vì bụng to, chân dài, mà em bắt ngồi lên một cái ghế đệm, ngồi bệt ở dưới luôn. Mà mặc quần jean nữa, thế là ngồi khó, đúng rồi, ăn không được gì hết. Ngồi cứ lắc qua lắc lại như thế này. Nhưng mà em không biết sau này về xong thì anh mới nói. Thế là từ đó em rút kinh nghiệm, đi ăn ở đâu là phải có ghế ngồi. Rồi gia đình em có ngăn cản cái việc mà em quen người nước ngoài không? Lúc mà mẹ em nghe, mẹ em có ngăn cản, thì gia đình em không có ai ủng hộ hết á. Tại vì cả em và cả gia đình em luôn đều khá là truyền thống. Nhưng mà lúc đầu em cũng không có đặt mục tiêu là sau này mình sẽ quen một người nước ngoài. Nhưng mà gặp anh này rồi, em chỉ làm theo cái con tim và cảm xúc của mình thôi. Thế là em cứ lì, em cứ quen vậy đó. Đến một ngày tầm khoảng gần được 2 năm thì ảnh ngỏ lời anh muốn dẫn em về Nam Phi để thăm gia đình ảnh. Dạ, thì lúc đó em rất là hồi hộp. Thì em có nói là ok, nếu như mà anh muốn em đi chung với anh về nước á, thì anh phải làm cùng với em một việc là anh đến gặp ba mẹ em đi. Anh xin phép ba mẹ em đi. Thì anh đồng ý không? Anh đồng ý, cũng hơi sợ sợ, nhưng mà phải đồng ý thôi. Khi mà Thảo mà nói là anh về nhà ra mắt ba mẹ, thì lúc đó cái tâm trạng anh như thế nào? Scared, sợ, đúng không? Sợ ba hay sợ mẹ? Ba. Tại vì trong cái suy nghĩ của ảnh á, ba là người quan trọng hơn mẹ. Và sợ ba, tiếng nói của ba sẽ lớn hơn tiếng nói của mẹ. Sợ ba không đồng ý. Nhưng mà cuối cùng thì cái buổi gặp mặt đó là sao? Cuối cùng thì khi gặp ba mẹ em xong thì anh quyết định là anh sợ mẹ hơn sợ ba. Nhưng mà sau đó thì em có đi Nam Phi không? Dạ có, em có đi. Rồi em qua bên đó gặp gia đình của bạn này thì sao? Em đi Nam Phi với một tâm thế là em đi du lịch cùng với ảnh thôi. Thiệt sự ra là em không hề cảm thấy hồi hộp lo lắng gì khi mà gặp gia đình bạn trai luôn. Và may mắn là gia đình của ảnh rất là thân thiện. Dạ cũng chào đón em và cũng cảm giác như là rất là ấm áp.
Dạ, và không có bất kỳ một cái trở ngại gì hết. Nhà anh có đông anh em không cưng? Dạ chỉ có một em gái thôi với ba mẹ. Thì bây giờ chỉ còn mẹ thôi. Sao lại làm còn mẹ không là sao? Dạ thì em về Nam Phi gặp gia đình nhà ảnh là tầm khoảng tháng 7. Thì đến tháng 12 là ba anh qua đời. Dạ. Ba anh lớn tuổi bị bệnh à? Dạ cũng khá là đột ngột. Thì ba qua đời. Mẹ thì cũng còn một mình với em bên đó, cũng khá là cô đơn. Cho nên hai bên gia đình vẫn giữ cái mối quan hệ với nhau là vẫn nhắn tin, vẫn nói chuyện. Mặc dù mẹ em không biết tiếng Anh. Giờ dễ mà. Dạ. Lên Google là đã. Dạ lên Google đúng không? Rồi. Nhưng mà sau cái chuyến đi Nam Phi đó về thì bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Tầm khoảng hơn một năm sau. Tháng 7 là tụi em đi Nam Phi. Đến tháng 12 là ảnh cầu hôn em. Là thì... lúc đó là ba mất á hả? Dạ đúng rồi. Không? Dạ. Nhưng mà cầu hôn rồi thì ba mất hay sao? Dạ đúng cái đêm đó luôn. Ồ vậy hả? Dạ. Tụi em có một chuyến nghỉ đi du lịch thì ảnh sắp xếp đâu vào đó hết rồi. Ảnh cầu hôn em ngay trên bãi biển. Và ảnh đếm. 10, 9, 8, 7. Tại vì em đang suy nghĩ. cái gì? Đếm ngược á. Đếm ngược lại. 5, 4, 3, 2, mở. Cho 10 giây suy nghĩ thôi. Em cũng có bối rối đôi chút. Nhưng mà nhìn chiếc nhẫn nó khá là lấp lánh. Chỉ có 10 giây để suy nghĩ thôi. Hanoi, are you sure? Are you sure? Em hỏi là đã chắc chưa? Tại vì bây giờ mà em đồng ý là không có đổi ý lại được đó. Dạ, thì quay lại về phòng tính là gọi điện để báo tin về cho ba mẹ mừng. Thì chưa kịp báo gì hết thì nhận được cuộc gọi của em gái báo qua là ba mất đột ngột như vậy rồi. Ba rất là quan trọng đối với ảnh. Tụi em đã lên kế hoạch là sẽ đưa ba mẹ qua dự đám cưới và rất là muốn giới thiệu Việt Nam với ba, muốn đưa ba đi khắp Sài Gòn. Nhưng mà cuối cùng thì lại không có được như ý như kế hoạch như vậy. Sau đó là ảnh bay về bên kia liền. Dạ, sau đó thì qua ngày hôm sau tụi em hủy vé bay về Sài Gòn sớm, rồi ảnh bay về Nam Phi. Cái giai đoạn sau đó nó rất là khó khăn. Tại vì ảnh đau và em cũng đau nữa. Tại vì em không biết là phải an ủi một người vừa mới mất một người thân như thế nào hết. Lúc đó thì em phải cân bằng tâm lý giùm cho ảnh và mẹ ảnh nữa. Rồi, xin thay mặt chương trình xin được chia buồn với Donovan nha. Rồi, như vậy là các bạn lấy nhau là được bao lâu rồi ta? 15 tháng. 15 tháng, như vậy là quá son rồi đó. Bây giờ là em đang có baby đúng không? Dạ. Chúc mừng nghe. Cảm ơn anh chị. Như vậy là trong khoảng thời gian mà ở chung với nhau vậy thì không biết là anh ấy có tật xấu không? Em không biết đây là một cái tật xấu hay là một cái thế mạnh mà nó làm em khó chịu thì chắc thôi em liệt vô tật xấu. Ảnh là cái kiểu người giao tiếp khá là hiệu quả với phụ nữ. Có nghĩa là nói chuyện kiểu như nhiều khi không có phân rõ cái ranh giới, rất dễ tạo ra hiểu lầm. Dạ, em cũng đã có góp ý rồi. Nếu như mà anh mà cứ như vậy là em không có thích. Không nói thì thôi, mà nếu như mà thả là sẽ dính đó. Kiểu là như vậy. Cũng đã cãi nhau, cũng đã khóc lóc, giận dỗi rất nhiều về vấn đề này. Cãi hồi hồi thì anh nói là chuyện đó bình thường với anh, không có gì hết. Theo anh suy nghĩ là những cái câu nói đó, những cái cách giao tiếp đó với anh là bình thường, không hề đi quá mức. Có nghĩa là anh không chấp nhận cái việc mà em ghen với người khác. Dạ đúng rồi. Em chỉ bảo là em không thích thì anh nói là ok, không thích thì anh không làm. Nhưng mà anh vẫn không chấp nhận là cái đó nó sai. Có gì nữa? Còn tật xấu gì nữa? Ảnh không có thích đồ ăn Việt Nam lắm. Thì nó làm cho em khó khăn khi mà em phải nấu ăn. Trên bàn ăn lúc nào cũng phải có hai món. Một món Tây hoặc là món gì đó anh ăn được và món em ăn. Và mỗi lần đi ra ngoài ăn cũng vậy. Ảnh phải chở em đi ăn cái món mà em thích ăn trước. Ví dụ như bún, phở, cái gì đó. Rồi sau đó ngồi đợi. Nhiều khi cũng ngại với chủ quán luôn á. Ngồi đợi và sau đó tụi em phải đi tới một cái quán thứ hai để mua đồ ăn cho ảnh. Riết rồi em không muốn đi ra ngoài ăn nữa luôn á. Hồi đó em rất là khó chịu về cái chuyện đó. Nhưng bây giờ thì dần dần em chấp nhận được rồi. Thích nghi được rồi. Dạ thích nghi được rồi. Em nấu ăn thì em sẽ nấu hai món. Một món cho em và một món cho ảnh. Có khi nào mà em ở nhà em không muốn đi ra ngoài ăn rồi em nhờ ảnh đi mua đồ ăn về cho hai vợ chồng ăn mà gặp một cái sự cố gì không? Nhờ đi mua đồ lúc nào cũng lộn luôn. Ngay từ cái hồi mới quen nhau là em qua chơi là em ơi anh có mua ổi trong tủ lạnh đó lấy ăn đi. Và em mở trong tủ lạnh ra là mấy cái lát bí đao cắt sẵn mà người ta xếp lên vỉ đó.
thì anh nói cái đó là ổi. Sau đó nữa là có bữa em nấu ăn, em kêu là anh đi mua hành và em đi, em về em nấu canh. Xuống siêu thị về nói với em lý do là không có hành và cầm về cho em một bó xả. Dạ, nhiều lần lắm. Nói là anh ơi em muốn ăn tàu hũ. Tàu hũ không phải tàu hũ chiên, em hay chiên đâu nha. Nó trắng, nó mềm và nó đựng trong cái chén nhựa tròn như vậy nè. Thì anh đi xuống và anh đem về cho em tất cả những cái gì mà màu nó trắng, được chứa trong cái hũ tròn như vậy. Có súp tu, có cháo, có rau câu. Có rau câu, dạ đúng rồi, xương sáo. May quá có đúng một hũ tàu hũ luôn. Thế là em phải ăn hết tất cả những cái món đó. Dữ quá. Dạ. Và còn nữa, còn đây nhất. Mà ông biết ông nhầm không? Dạ biết, trời em đánh luôn, tức quá. Bữa đó em nhờ đi mua dưa leo với lại salad. Bình thường là em có chụp hình, sau đó em rút kinh nghiệm chứ. Em muốn ăn cái gì là em chụp hình, em gửi. Nhìn nhưng mà bị cái là mắc cỡ gì đó, không bao giờ hỏi nhân viên, thấy là lấy thôi, không biết đúng hay sai. Thì bữa đó em tự tin lắm, em nói là dưa leo với salad nha, em dọn đồ ăn ra sẵn rồi, chỉ đợi dưa leo với salad về ăn thôi. Thì hai cái món đó nó dễ quá mà, em không có gửi hình. Thế là đem về cho em một vỉ mướp cắt sẵn, và kế bên mướp đó là một nhóm mùng tơi. Dạ, và nói em là dưa leo cắt sẵn nè và salad nè. Rồi bây giờ tới Donovan á, cô ấy có bao nhiêu tật xấu? Thao hay ghen. Ghen, nãy có kể rồi. Thao kiểm tra Facebook. Facebook. WhatsApp. Zalo. Trời ơi. Trời ơi. Mệt quá đúng không? Có khi nào mệt quá. Có khi nào giận mà đập điện thoại không? No. Rồi cái gì nữa? Cái gì nữa? Mù đường. Mù đường. Ủa rồi mỗi lần hai vợ chồng đi vậy rồi sao? Ảnh rành đường Việt Nam không? Em xe, anh Thao, nói, quẹo trái. Bên phải đó. Ok. Không, quẹo trái. Quẹo phải. Cái tay bên phải, ở miệng nó quẹo trái. Tại vì em là, đúng là em mù đường. Và gặp ảnh không có rành đường xa ở Sài Gòn nữa. Cho nên lúc nào mà đi đâu là cũng kết thúc là cãi nhau. Vậy em nói là em đi đường này mà tại sao anh không nghe em, anh cứ đi đường khác, cứ như vậy á. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Khi Tao giận. 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 Tao không nói. Không nói. Im lặng. Im lặng. Im lặng. Làm gì thế Thảo nói chuyện? Em im luôn. Và anh năn nỉ. Dạ, dạ, dạ. Bé ơi. Em ăn chua, nothing. Không phải là em cố ý, mà là cái kiểu như cái cá tính em nó như vậy luôn á. Tại vì em mà nói thì thứ nhất lúc đó cảm xúc em nó rất là lộn xộn. Cứ giận là em cứ im lặng như vậy. Và bây giờ Donovan có mong muốn Thảo thay đổi điều gì? Không im lặng. Không im lặng. Đừng nữa. Im lặng nữa. Đừng im lặng. Khi giận thì không. Nói đi, nói đi. Đừng im lặng nữa. Đừng im lặng nữa. Rồi còn Thảo? Anh này thì anh còn một cái tật xấu chưa sửa được là hút thuốc quá là nhiều. Dạ, thì em sợ nó ảnh hưởng tới sức khỏe của anh thôi. Và em không có chịu được cái mùi khói thuốc mà nó ám trên người như vậy á. Em nhắc nhở rồi cũng cãi nhau, kể cả khóc luôn để năn nỉ anh là bỏ thuốc đi. Nhưng mà vẫn chưa có sửa được. Nhưng mà bây giờ bớt chưa? Dạ chưa luôn, vẫn còn hút thuốc nhiều lắm. Một ngày năm điếu hả? Một ngày năm điếu. Bây giờ từ từ đi, một ngày ba điếu thôi. Có em bé xong nhưng là mà động em hết. Sợ không? Em bé hửi mùi. Em hút thuốc là em bé hửi đó, mùi. Rất là nguy hiểm. Chị thấy vậy nè, thực ra là khi mà mình lấy người nước ngoài á, nó có những cái về văn hóa nó khác nhau á, em hiểu không? Cho nên nó là, nói chung là mình cũng phải vừa cương vừa nhu. Em giống như em lùi nửa bước thôi. Tại vì chị thấy vậy nè, người ta đâu ra đó, giống như người ta rất sòng phẳng. Ví dụ như là khi người ta nói là người ta thích cái điều đó là người ta thích, chứ người ta không nói xạo. Chị cảm giác là như vậy. Thành ra khi mà anh đã nói là anh không có gì, chỉ có một mình em thôi, thì em nên tin vào cái điều đó. Đó, tin để cho mình, thứ nhất là mình thoải mái cho bản thân mình, đúng không em? Chứ chi mà mình mệt trong cái chuyện đó. Đúng không? Còn về phía em nói là không được im lặng là it's good nha. Tại vì em cứ phải nói, tại vì cái người phương Tây họ kỳ lắm. Em nói em không thích như vậy là em phải nói ra cho ổng biết là em không thích điều đó, mà nói nhiều lần, nhưng phải hợp lý. Nãy chị đừng nói em phải hợp lý. Thì Thành đã làm cố gắng để mình hạnh phúc nhất có thể. Rồi xin cảm ơn Thảo với Donovan đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Chúc hai bạn luôn luôn hạnh phúc như thế này. Thank và chúc you. Cho sắp tới đây hai mẹ con mẹ trò con vuông. Cảm ơn anh. Good luck.